Là dầm đúng 2 phân đây, đúng rồi. Thế là 4 lượt rồi, 4 lượt 5 phân, 15 phân, nhưng mà thiếu 15 phân là phải gì nữa. Ủa, đây 1 lượt đây, anh xỉa đây chắc chỉ được 2 phân thôi. Anh yếu, bọn em đào lực người khác nhìn thấy đường nó nhất thiết. Hôm qua chắc đánh nghiêng được nhiều tiền và chắc ăn cố vào rút tay. Cái này còn xấu đường móng ở trong này. Xấu, cái này không được nhiều. Cả làng vây cơ mà. Hôm qua ta được phát bằng át mở cặp quang quý nó hiền quá. Ơ? Nó gì quý ca? 400 nó đã cân rồi. Thứ yếu quá à, anh bà hắn đồ á. Chú ơi, Lâm đi 20 hắn quý ca ăn cân thòng 36. Hả? À? Quý ca át may mà đấy không thừa vỡ mồm. Tuấn thì sao ở đấy à? Ờ, khó mét 9 đúng nhỉ? Khó mét 9? 9 thì chia mỗi... À đấy thì giảm mình bị lạ ở đây. 3m45. Tao vào thế mày quay chỉ tiếp 1m96 mà mày vẫn là ngồi ở đây mà. Thế tao mày cứ làm cái ô từ ngoài này mày đấy, mày muốn kích thước bao nhiêu còn quan đâu mày đuổi về cái cuối cùng nữa chứ. Tao bảo mày nhìn cái xe mày đi lên mày quay không lại. Không phải cái đều mày cứ chia mày cứ thích cái khoang ngoài, những khoang này của mày bao nhiêu mày lấy bao nhiêu thì mày cứ lấy khoang này còn đâu đuổi với khoang cuối cùng chứ. Kể cả khoang cuối cùng nay mai nó rìa tường ấy mày không muốn nuôi, mày không nuôi lấy mày làm kho để đồ vẫn được. Mà, để chạy cho gà lông chạy mà. Ừ. Cho hàng khung lưới bịt như chuồng quạt mà. Chuồng quạt thì quạt. Nó rộng quá, nó thừa lưỡi. Nó rộng. Cái nào mà sao mà thừa thì rốt vợ đấy. Ừ. Sao ra tao ở thôi. Rốt vợ là trùng quạt đấy. Vì nó mét rưỡi, cái chuồng này mét bằng. À bạn lấy cuốc đi, bạn lấy cuốc còn dày. Lấy xung lên đi, phải. Trong này không phải xây ngang đâu. Cái này chỉ xây một hàng làm dặn treo rồi thôi, xong nó cán chùm đi mà. Đây rồi, kim cương đi rồi. Xây cái độ thăng bằng để sát đất thôi. Ở đây lại có gạch đây. Không chôn lốt còn này đúng rồi. Chôn ngoài này đã xong mới trăng dây để chôn cột giữa. Ta làm béo gì nhỉ? Đấy cái cả. 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 Đấy cái cả.